Metro Đài Bắc tuyên bố đã hoàn thành việc thiết lập mạng Wi-Fi trên toàn bộ các toa tàu và ga Metro để phân chia luồng lưu lượng. Tại ga tàu, chọn ứng dụng Taipei Free X Wi-Fi khi bước vào toa xe và chuyển đổi thành Taipei Free X Wi-Fi Car, nhưng sẽ hạn chế dung lượng lên mạng của hành khách. Qua thử nghiệm trong giờ thấp điểm, cho thấy tốc độ lên mạng trong toa tàu đều thông suốt. Theo Metro Đài Bắc cho biết, đã hoàn thành công trình thiết lập Internet tại 117 ga tàu và 219 chuyến tàu. Ngoài việc phân luồng cũng nâng cao tốc độ lên mạng để tránh gây ra tình trạng tắc nghẽn mạng vì quá tải, đồng thời hạn chế dung lượng lên mạng của hành khách. Từ tháng 8 năm 2017, bắt đầu thiết lập mạng Internet tại các chuyến tàu, cũng điều chỉnh các thiết bị trong toa. Hiện nay, nguồn thu nhập bảo dưỡng hệ thống của Metro Đài Bắc là đến từ các quảng cáo trên mạng. Ngày 18 tháng 5 là ngày quốc tế bảo tàng. Thủ tướng Lại Thanh Đức và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân cùng dự lễ khai mạc công viên kỷ niệm khủng bố trắng cảnh Mỹ của Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia. Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết, việc này tiêu biểu chính phủ thể hiện quyết tâm chuyển đổi công lý. Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ thị chính phủ làm đơn vị dẫn đầu thông qua việc sửa đổi luật để truy xét hồ sơ đã bị phân tán, mong tìm lại sự thật lịch sử. Bộ Văn hóa nhấn mạnh, chính phủ thông qua việc công bố dữ liệu lịch sử sau này không chỉ quan tâm nạn nhân, cũng làm rõ sự kiện gây tổn hại nhân quyền, đáp lại nhu cầu của nạn nhân. Chính thức thành lập Bảo tàng Nhân quyền Quốc gia vì con đường phát triển nhân quyền Đài Loan lập nên trang sử mới. Tuy nhiên, trong khi diễn ra lễ khai mạc bảo tàng, có các thành viên của Hội tự cứu trợ Đại Quang dâng biểu ngữ ngoài hội trường, phản đối chính phủ tháo dỡ khu ở Đại Quang, bức hại nhân quyền đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe lấy tên là REPLACE với 7 mẫu từ tiếng Anh tiêu biểu cho 6 hành động cấm sử dụng chất béo chuyển hóa nhân tạo. Kêu gọi chính phủ các nước hưởng ứng trong 5 năm, hãy loại bỏ hoàn toàn chất béo chuyển hóa ra khỏi thực phẩm. Chuyên gia cho biết, sử dụng chất béo lành mạnh thay thế cho chất béo chuyển hóa, hàng năm có thể cứu được 500.000 mạng sống. They're cheap and easy to work with, which makes them popular with food producers. But trans fats are responsible for more than 500,000 deaths around the world each year, most in low and middle income countries. Chất béo chuyển hóa được tạo ra bằng hydro hóa dầu thực vật lỏng để làm cho chúng trở thành chất rắn và kéo dài thời gian bảo quản. Chất này thường được sử dụng trong thực phẩm chiên, nướng và gia công. Sử dụng chất béo chuyển hóa sẽ làm tăng lượng cholesterol xấu, giảm mức cholesterol tốt, ngay tắc nghẽn mạch máu dẫn đến bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch đã 30 năm liên tục, được xếp vào 3 nguyên nhân đứng đầu ngay tử vong tại Đài Loan. Nhiều người Mỹ cũng tránh nạp vào người chất béo chuyển hóa này. Một số sản phẩm thịt và sữa đều chứa chất béo chuyển hóa tự nhiên, chỉ cần không dùng quá lượng sẽ được cơ thể chuyển hóa. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, hàng ngày lượng chất béo chuyển hóa không nên vượt hơn 1% tổng lượng calo và nên đọc kỹ thành phần trước khi mua, không ăn thực phẩm gia công.